Em tiếp tục chuyên mục xả hàng dọn kho, bởi vì là kho đây nó đầy quá rồi, mà trong nhà em thì em vừa san nhà mất rồi, em vừa báo các bác rồi đấy, quay giới thiệu trước trong nhà là mấy clip trước là các bác biết rồi, nhà đã san sơn san hết rồi, bây giờ tất cả loa rồi đồ để hết trong phòng ngủ với lại phòng bếp, không có chỗ để ăn ở nữa. Em bắt đầu quay xả bớt cho các bác, vừa xả mục đích là cũng năm mới rồi, năm hết Tết đến rồi, cho các bác nhập chu cầu về dùng chơi. Cái thứ hai em dọn bớt kho để em cũng dọn để lấy cái không gian đi lại ăn ở cho nó dễ, nó tiện. Thì em vừa làm một vài clip rồi, sau đây em tiếp tục làm clip tiếp theo nữa. Trung bình giảm mỗi một đôi loa tầm ra loa trên 3 triệu nhé, giảm 500 cho các bác. Còn dưới thì nó khác rồi, 3 500 tùy các bác, tùy từng mức loa, nhưng mà trung bình giảm như thế cho các bác. Vừa đây là bắt đầu tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác model đối với đôi loa cốt. Thì đối với đôi loa cốt này thì báo cáo các bác là phải nói luôn là đến giờ này nó rẻ phải đến 5 7 triệu, có những đôi đến cả chục triệu luôn. Các bác nhớ những thời điểm trước ấy, nhớ những thời điểm trước là những đôi loa cốt này nó gần 30 triệu cơ. Nghe đi, ngủ tắt đi. 26 đến 30 triệu, 28 triệu cũng có, mà có cái vị như vậy, 26, 28, 30. Đấy, đây là những dòng loa phải nói luôn là nó cho chất bát quá sâu, quá ấm luôn. Còn sâu hay ấm thì các bác cứ vào những clip của em, bác gõ cốt CM1030, trên đó có clip ra đi khỏi kia đi, người ta đang quay thì cứ quay lại đây để nói chuyện. CM1030, đôi loa này thì em đã giới thiệu clip test, có clip khui hàng cũng có, và các bác cứ gõ lên YouTube cốt CM1030, trên đó các bác biết ngay là giá bao nhiêu và bản test bao nhiêu, và xuống bình luận thì các bác xem là những bác đã dùng những đôi này, bác bình luận như thế nào, bác khen những đôi này như thế nào. Còn với em sẽ báo giá cho bác rồi, mức giá 19 triệu 900. Báo cáo các bác là 19 triệu 900 với những đôi loa như thế này, bây giờ phải nói luôn là nó phải rẻ đến gần chục triệu cho các bác rồi. Em nhớ là cách đây năm ngoái, năm kia, năm ngoái, những đôi này nó gần 30 triệu cơ, 27, 28 triệu bao nhiêu. Bây giờ mức 19 triệu 9, mà trong thời điểm này em đang cần dọn kho nữa, em còn xả nốt nhé, lỗ nhé, 19 triệu rưỡi này, 500 cho các bác được chưa, 19 triệu 500. Dòng loa cốt của Mỹ, con này được thiết kế hai tay sách bằng đồng hai bên. Loa thì quá to quá khủng, chiều sâu của loa phải hơn 30 cm, nếu cả ê căng thì nó phải tầm khoảng độ 32 cm. Chiều ngang 40. Chiều ngang 40, còn chiều cao là 1 2 3 4 5. Con này cao 1 m. Thiết kế với lại một bát 25. Hai chung. Hai tép, hai lỗ thông hơi hai bên. Con này là con cốt nhá. Cốt model là CM1030. Đấy, con này thì nó quá nổi tiếng rồi. Các bác nào cần thì cứ gõ cốt CM1030 vào đấy sẽ biết. Tiếp theo sang đến đôi loa Marzahn cổ. Ôi giời ơi, được ông đệ nhân viên ông để đôi loa lộn lộn ngược các bác ạ. May dưới là giấy. Con này dưới để bát ngược rồi. Con này là con Marzahn, loa Marzahn cổ. Marzahn USA. Marzahn cổ. Mức giá 5 triệu 9. 5 triệu 9 ạ. Mức giá của em nó là 5 triệu 9. Giờ có 5 triệu 4. Em cứ ghi giá vào đây xong em giới thiệu loa luôn cho các bác sau cho nó dễ nhớ. Này. 54 giảm 500 mà. Về cái kích thước loa thì bác thông cảm. Anh em nó đang để ngược rồi thì để nguyên thế ạ. Đây. Con bát này được thiết kế với một bát giấy gân vải tầm dầu, mang giấy gân vải tầm dầu. Bát 25. Loa phải nói luôn là nước loa, nước cũ loa còn đẹp, xuất sắc, mặt loa đẹp đấy. Chung giấy, một tép giấy, con này nghe cơ, nghe chưa, quá đẹp luôn. Mà trước con này cũng vậy đấy. Mức giá 5 triệu 9. Đây, con này ê căng của nó đây, vẫn còn ê căng cổ của nó luôn, ê căng cổ đây, đây là ê căng cổ theo nó luôn ạ. Cái căng cổ của nó đây. Đấy. 5 triệu tư thì nó quá bèo rồi.
kích thước chiều ngang 30, kích thước chiều sâu của loa 25, kích thước chiều cao thế nào, 1, 2, 3, chiều cao là 60. Cũng như thế đấy, nó em di chuyển điện thoại, máy quay nó hơi nhanh, không nó hơi lóa các bác thông cảm. Chiều cao 60, mức giá 5.4 triệu, đã có giá cho các bác rồi. Ok, hết đôi thứ hai, sang đến đôi loa thứ ba. Đó là đôi loa đến từ Đức. Con đôi loa này thì nghe phát thì các bác biết nghe dòng loa Đức. Con này thì nó phải cao, con kia đã cao 1m thì con này cao 1m1 rồi. Đấy, con này là loa Đức. Các bác chỉ cho lỗ thông hơi dưới cùng này. Con này là loa Đức này. Kitter, cái gì đấy, tôi đọc méo cả mồm. Loa Đức, có nhìn đây. Ở đây là đôi loa cây của Đức, thiết kế với hai lỗ thông hơi phía dưới, hai bát, màng giấy, gân cao su. Con này gân còn zin hết, chung, màng giấy, gân cao su. Một con tép này cũng được dập logo của thương hiệu của hãng luôn. Đôi loa này có mức giá là 6.8 triệu. Vẫn giảm 500, còn 63 cho bác luôn, ghi luôn để dễ nhớ chứ không sau này lúc quên ấy không nhớ được. Thì em nếu cứ thích rõ ràng thì cho nhanh. 63 để em quay phía sau. Bác đợi em chút em quay phía sau. Chứ không quay phía sau ra thì không biết làm thế nào được. Đây. Còn đây là đôi loa Custer Prisma 200. Con này 200, công suất của em nó tối đa là 200W một loa. Vậy là đôi này có công suất tối đa là 400W. Trở kháng của nó chạy được trở kháng từ 4 đến 8 ohm. 4 đến 8 ohm. Hàng made in Germany. Đây là đôi loa đến từ nước Đức nhé. Loa Đức. Đôi loa Đức. Được chưa? Đôi loa đến từ Đức. Vâng, chào anh. Đôi loa đến từ nước Đức. Đấy, con này có kích thước chiều ngang 25. Để em bóc nút bên này cho các bác xem này. Chiều sâu, con này chiều sâu 25. Chiều sâu 25, chiều ngang khoảng độ 22. 22, thôi không bóc nữa. 22. Chiều cao xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. Chiều cao nó 1m, khoảng độ 1m02 rồi đấy. 22. Mức giá đã báo rồi. Còn sang đến đây, đôi loa cổ. Đôi loa cổ này thì các bác đã biết rồi. Đôi loa cổ này đã có bản test. Nhấc xuống cho anh xem nào. Nhấc hẳn một con đặt xuống dưới chân. Đấy. Đôi loa cổ này đã có bản test. Xóa bỏ này. Đôi loa cổ có bản test này. Con loa này được thiết kế với lại 3 loa tép và 1 loa bát ngược. 3 loa tép, 1 loa bát ngược. 3 tép, 1 bát ngược. Đây là dòng loa cổ. Đã có bản test cho các bác rồi. Bác nào cần bản test em gửi bản test chi tiết cho. Mức giá là 9.9 triệu. Giờ còn 9.4 triệu. Ok. Kích thước mặt loa. Kích thước chiều ngang 1, 2. Kích thước chiều mặt ngang của loa là 38. Còn chiều cao thế nào? 1, 2. Chiều cao khoảng 46, 45 đến 46. Kích thước chiều cao khoảng 45 đến 46 cm. Đây là đối với đôi loa cổ chú. Tiếp theo để xem nào, sang một hai đôi nào nữa thôi để hết. Thôi để quay sang đôi loa. Loa này đi. Sang với lại đôi loa Nga này đi. Đây, sang đến đôi loa Nga. Con loa toàn giải của Nga. Đây là con loa toàn giải của Nga 15AC223. 15AC223. Con này các bác nào cần âm ly Nga, có âm ly Nga. Loa toàn giải này thì đa số là đánh với âm ly đèn. Con này có thể dùng hát văn được. Hát văn được. Dòng loa Nga. Xả nốt loa Nga cho các bạn chơi.
Đấy. 79 còn 69. 69 cho bác. Tiếp tục xem nào, có đôi nào nữa quay luôn clip này cho nó dễ. Mà thôi cũng tạm mà hẹn các bác clip như thế đã. Một clip tạm tạm thế đã. Sau đó chút nữa quay tiếp clip sau cho nó đỡ dài.